chúng sanh lấy khổ làm vui. Mình mê muội đến mức độ mà cái đó cái khổ mà mình làm cái vui. Để rồi khổ thêm, không dứt được khổ. Như vậy thì chúng ta đời bớt khổ khi ta biết đạo. Biết ở đây là gì? Cái chữ biết ở đây nó quan trọng lắm. Là sự tỉnh thức, là chánh niệm, là hiểu biết, là trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Biết ở đây là biết trí tuệ đó. Mê muội thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau. Biết sống đời tỉnh thức tức là có trí tuệ, thì lúc nào cũng an vui. Vậy trí tuệ ở đây là gì? Đó, hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị hiểu được trí tuệ là gì. Định nghĩa trí tuệ một cách rốt ráo nhất là liễu tri được tứ đế, hay còn gọi là tứ diệu diệu đế. Tức là khổ đế là sự thật về khổ cuộc đời này. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ. Cái đế thứ hai là tập. Tập đế là nguyên nhân sanh ra sự khổ. Thứ ba là diệt đế là sự chấm dứt của khổ đau, là niết bàn. Thứ tư là con đường đạo đế, là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Và tứ diệu đế này là Đức Phật là người đầu tiên ngộ được, là ngày mình cái truyền đến cho chúng ta. Bốn chân lý này, hay bốn sự thật này, hay bốn diệu đế này, nó là bốn pháp vi diệu vô cùng. Người nào nhận thức biết rõ được bốn pháp này thì bốn pháp này nó sẽ trở thành một cái tên gọi mới, đó là tứ thánh, tứ hình đế. Mình mà tu theo bốn đế này một thời gian thì mình từ phàm nó chuyển sang thánh đó. Từ những cái phàm tâm của mình nó mất đi, nó xuất hiện những cái thánh tâm. Còn mà ai mà chưa tu thì nhìn xuống toàn là phàm tâm. Thì hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị có một cái trí tuệ để nhận thức được bốn cái đế này. Thì khổ đế cần phải liễu tri. Tập đế là nguyên nhân sinh ra sự khổ, đó là tham ái, cần phải đoạn trừ. Diệt đế tức là niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, cần phải tác chứng. Và cuối cùng đạo đế là con đường đưa đến, dẫn đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi, đạt được diệt đế, đó là bát chánh đạo, cần phải tu tập. Vậy bốn cái đế này nó có bốn cái chức năng khác nhau ngay. Thứ nhất là khổ đế cần phải liễu tri, cần phải nhận thức rõ về cái sự khổ. Tập đế là nguyên nhân sanh ra sự khổ, là tham ái, cần phải đoạn trừ. Đó, mục đích chúng ta tu là để bớt đi tham ái, đoạn trừ tham ái. Mình là cái dạng biết đời là khổ, mê đời vẫn mê, vậy có bớt tham ái không? Không, đó, đơn giản vậy. Chúng tôi hay ví dụ đơn giản là tham nhiều thì khổ nhiều, mà tham ít thì khổ ít, mà hỏng tham thì hỏng khổ. Mà nhìn xuống quý vị cùng với chúng tôi ở đây, không có ai mà không tham. Như vậy thì ai cũng khổ. Nhưng mà được cái là gì? Khổ ít hay khổ nhiều. Nếu mà chúng ta ráng tu, khéo tu thì chúng ta sẽ khổ ít. Mà chúng ta dở tu thì chúng ta sẽ khổ nhiều. Cho nên tu không phải dễ đâu. Vào đây ta nói khéo tu thì nổi, mà dụng tu thì sao? Chìm. Khéo tu thì bớt khổ, giỏi tu thì hết khổ, nhưng mà dở tu thì thàn khổ. Mình thàn dữ lắm, thàn dữ lắm, thàn riết rồi là mình, cái nguyên quán của mình sanh ra không phải ở Đồng Nai hay ở tỉnh nào đâu, mà nó ngay Quảng Ninh luôn. Quảng Ninh là cái mỏ than lớn nhất của Việt Nam. Ai mà than nhiều quá là cái xuất xứ nguyên quán của mình cứ khai đại Quảng Ninh thì chắc ăn.
Đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Mình á, ngộ Phật tử mình ngộ lắm, nói vậy chê vậy mà cư. Đến chùa là để tâm an, đến chùa là để tâm yên. Vừa ra khỏi cổng u phiền phủ vây. Ngày hôm nay mình đến chùa, mình để cái tâm mình nó yên lại. Hồi nãy mình ngồi thiền cho tâm mình nó yên lại. Tâm mình động quá, nó phóng vật quá, nó bắt nhiều cảnh quá, nó suy nghĩ nhiều chuyện quá. Không biết từ đâu mà chúng ta có một cái thói quen khó bỏ là cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện này nọ. Mà lo dữ lắm nghe, ôm đồm dữ lắm. Chuyện không của mình lo không nói chi, mà không phải của mình cũng lo luôn. Mình là dạng ôm đờm đó. Chúng tôi hay nói vui một câu là con là ai đó? Con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đờm đó. 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày día bục thì ấp e lam hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop mê tiền, rồi lại mê yếu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa làm sao tu. Mình thuộc dạng bao đồng á, lo dữ lắm. Không biết từ đâu mà cái nỗi lo nó cứ dồn dập đến. Mà lo chuyện mình thì không nói, mà lo chuyện người khác nữa. Nói chuyện mình không thèm nói, mà nói chuyện người khác thôi. Đó là cái bệnh. Cho nên là cái đó là cái khổ. Cái khổ của cái bệnh mà bệnh nan y á, là khó chữa. Thì hôm nay mình vào đây để chi? Để mà mình tu tập cái trí tuệ đó. Khổ đế cần phải liễu tri. Biết đời là khổ, nhưng mà đừng có mê đề đó. Mình mê cái khổ đồng nghĩa với mình đang sống chung với cái khổ rồi. Cứ ôm cục than lửa vào trong lòng là la nóng quá đó. Mình là vậy đó. Nhìn thấy mắc cười lắm. Biết đời là khổ, mê đời vẫn mê, rồi lại than khổ. Đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì u phiền phủ vây. Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời đó. Vô đây mà gặp ai vừa hỏi ủi cô ở đâu, nhà ở đâu, khỏe không, cuộc sống sao, rồi than à, bắt đầu than à, bộ phim dài luôn. Than miết rồi cái mình nhìn ra cái mặt người đó mình thấy cái chữ khổ à. Cái chữ lo nó gắn liền với chữ âu sầu khổ đó. Rồi lo âu lo sầu đó. Cho nên hôm nay đến đây để mà mình có trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ của nhà Phật ở đây là chúng ta phải hiểu là như thế nào. Tức là khổ đế cần phải liễu tri nè, nhận thức rõ về cái bản chất khổ của kiếp nhân sinh. Sanh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ ha. Cầu bắt đắc là khổ đó. Không biết từ đâu mà mình cũng mong cầu dữ quá, mà cầu không được cái đó là khổ. Rồi ái biệt ly khổ, thương phải xa khổ đó. Rồi quán tán hội khổ là ghét phải gần khổ đó. Nói tóm lại là gì? Chấp năm quẩn này của mình là khổ. Không biết từ đâu chúng ta chấp cái thân này nè là mình. Chấp là của mình. Thế là bắt đầu mình lo cho cái thân này dữ lắm. Sanh ra bắt đầu lo. Mình sợ đủ thứ, mình sợ nó khổ, bắt đầu lo. Lo nó quá cái chiều chuộng. Cái thân này giống như một đứa con cưng vậy đó. Lo cho nó dữ lắm. Mà để rồi cái đứa con cưng này trở thành đứa con hư. Nó làm cho mình quá khổ. Mà thật sự thì cái thân này Đức Phật dạy là không phải của mình.
Pháp vô ngã nghe, vật vô thường, khổ đau đắp đổi, vấn vương cuộc đời. Ngộ thì thoát khỏi buồn vui, mê thì vướng dính vướng bận chơi vơi lụy sập. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài dạy là thế gian này là pháp thì vô ngã, vật thì vô thường, khổ đau đắp đổi vấn vương cuộc đời. Đó mình thấy nó cứ đắp đổi hạnh phúc đó, khổ đau đó, cái đắp đổi vấn vương cuộc đời. Thì đây Đức Phật ngài dạy có mấy điều nè. Thứ nhất là vô thường, vật vô thường. Thứ hai là khổ đau. Thứ ba là gì? Vô ngã. Như vậy vô thường, khổ não, vô ngã. Quý vị có nghe ba cái từ này chưa? Đó, nhận thức được thế gian là vô thường, khổ, vô ngã thì mới được gọi là khổ này cần phải liễu tri. Liễu tri về cái này mới hay nha. Cái đáng liễu tri, cái đáng biết là cái này nè. Mình thì cái đáng biết thì không chịu biết, mình đi biết cái không đáng biết. Mình khôn lanh dữ lắm, nhưng mà toàn là chuyện bao đồng, chuyện tào lao. Cho nên chúng tôi mới dùng cái từ là mê muội, thêm đau khổ mà khôn lanh cũng khổ đau. Thì có câu chuyện vui rằng là có hai người Phật tử đến nghe Pháp. Câu chuyện không phải chuyện vui mà chuyện Pháp Cú á, trong kinh Pháp Cú á. Tức là một người thì họ hướng thiện, một người thì họ hướng ác. Hai người đến nghe Pháp, một người thì họ chuyên tâm, họ ngồi họ nghe Pháp. Sau khi họ chuyên tâm chăm chú họ nghe Pháp, họ ngộ được Pháp. Khi họ ngộ được Pháp họ thấy họ an lạc. Còn một người tranh thủ người ta tập trung ngồi nghe Pháp cái đi móc túi, đi làm ác. Khi mà ra về thì cái người mà cơ hội tranh thủ không lanh nói: ủa nãy bà ngồi bà làm gì đó? Tôi nghe Pháp. Rồi bà có vui không? Ăn vui chứ, tôi nghe sao tôi không vui. Còn tôi thì tôi đi, tôi thấy người ta chăm chú nghe Pháp cho nên tôi đi bóc được người này người kia được chút đỉnh tiền, tôi cũng ăn vui. Như vậy thì có hai cái niềm vui đó. Một cái niềm vui được lại là vật chất, hướng về vật chất. Còn một cái niềm vui là pháp bảo. Có hai cái niềm vui. Người sợ chết ta chẳng kinh, người ham cười nói ta dình lặng thinh, người tài sản ta tâm linh, người mang khổ lị ta rinh đạo màu. Vậy có hai cái người chọn. Cái người mà chuyên tâm nghe Pháp á, thì họ gì? Họ tâm linh, hướng về tâm linh. Còn cái người mà nghĩ vật chất á, thì họ là mê tài sản. Người tài sản ta tâm linh, thì cái người mà tài sản á, là mang khổ lị đó nghe. Còn cái người mà tâm linh thì sao? Rinh đạo màu. Như vậy thì khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới là sống. Thì câu chuyện, cái vấn đề này chúng tôi xin được kể một câu chuyện để cho quý vị nhận biết được là khôn cũng chết, dại cũng chết, mê muội thì thêm đau khổ, mà khôn lanh cũng khổ đau. Biết sống đời tỉnh thức, tức là cái người mà có trí tuệ thì lúc nào cũng an vui. Câu chuyện nó như thế này là có một ông vua, nhưng mà không may ông vua này ông bị gọi là cục mất một chân đi. Rồi ông bị khiếm thị đuôi bớt một con mắt nữa. Thì ông mới triệu tất cả những cái người họa sĩ giỏi nhất thành, nhất nước vào trong để vẽ ông. Thì vua mà mời những họa sĩ danh tiếng vô vẽ thì ai cũng hớn hở được vẽ vua mà. Thì cái ông thứ nhất, ông thể hiện cái tài năng của ông á. Ông thiệt tình lắm. Ông vua làm sao ông vẽ như vậy? Ông vua đuôi con mắt, ông vẽ cũng đuôi con mắt. Ông vua cục cái chân, ông vẽ cục cái chân luôn. Ông vẽ y chang ông vua vậy đó. Ông vua làm sao ông vẽ y chang vậy đó. Ông vẽ 2 ngày. Thì cái trình lên ông vua ông nhìn nó trời ơi. Ông vua ông kêu quân sĩ lâu đã chém đầu. Tự nhiên vẽ vua đuôi mắt với cục chân. Rồi cái ông họa sĩ thứ hai được mời vô để vẽ vua, ông rút cái kinh nghiệm là cái ông trước. Ông rút kinh nghiệm cái ông vẽ ông vua mở 2 mắt ra. Rồi ông vẽ ông vua luôn 2 cái chân cho chắc ăn chứ. Ông trước vẽ mất 1 chân chứ mất con mắt bị chém đầu rồi. Lấy giờ mình phải khôn lanh chút chứ. Mình nịnh ông chút. Ông đuôi nhưng mà vẽ ông sát luôn cho nó khỏe. Vua mà. Ông 1 chân vẽ cho ông thêm cái chân nữa.
Chứ ông vua coi cái bức tranh xong, vua cũng đem mà chém đầu luôn. Mày, tao có một chân, mày giỡn tao hai chân đâu. Cũng chết. Thế là lúc đó mấy họa sĩ trong nước họ sợ quá, họ không dám, vua kêu vô, ông nào cũng sợ, không biết chừng nào tới phiên mình, vẽ đường nào cũng chết. Giờ khôn cũng chết mà dài cũng chết. Thì có một họa sĩ trẻ đó, ông xưng phong. Ông vô ông vẽ, không đợi vua kêu nó mà xưng phong vô. Mỗi họa sĩ kia vẽ vua tới 2 ngày mới xong, còn ông này nói tôi vẽ 1 ngày thôi. Cái ông này ông vẽ ông vua. Thì ông vẽ cái bức tranh ông vua là sao cái gì không? Vẽ bức tranh ông vua đang cưỡi ngựa mà dương cung bắn. Giống như ông vua đang đi săn ở trong vườn thượng viện này đó. Vì vẽ ông vua đang cưỡi ngựa thì cái mặt bên đây nó có một chân, bên kia không thấy cái chân kìa. Rồi ông vua đang dương cung để mà săn bắn cho nên ông vua phải nhắm bắt mắt là ông con. Ông nhắm bắt con lại để ông dương cung bắn. À, thì cái bức tranh này là tạm gọi là cái người này họ quá biết. Bây giờ vẽ vua, vua mà đuôi cũng chết, mà vẽ vua đầy đủ mắt cũng chết. Thôi giờ vẽ ông vua, ông vừa phi ngựa mà vừa bắn cung. À, thì cái câu chuyện này nó là minh họa cho cái việc mà chúng tôi nói là khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết mới là sống. Đó, biết ở đây là người có trí, trí tuệ. Ông này cũng quá trí tuệ đi. Vẽ làm sao mà phát họa được cái hình ảnh ông vua vừa một chân mà vừa đuôi mắt mà không bị chết. Thì cái người tu chúng ta cũng phải như vậy. Tu phải khéo. Tu mà không khéo là nó khổ chứ nó không có vui đâu. Tu thì phải rành mỗi cách tu nha. Tu mà không khéo thì khổ lu bù luôn. Mà tu theo tà đạo thì thân tâm lỵ, mà tu bậy cả tinh lắm nặng. Như vậy thì cái đời sống của người có trí tuệ ở đây là như thế nào? Thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta có một cái lăng kính là nhìn qua nhân quả nghiệp báo. Đạo Phật chúng ta vậy. Muốn biết đời trước mình tạo những gì thì xem cái quả đời này chúng ta gặt. Muốn biết đời sau chúng ta an vui hay là khổ đau thì hãy coi cái nhân định chúng ta tạo. Đó, đó là người có trí tuệ đó. Tức là chúng ta nhìn cuộc đời này qua lăng kính nhân quả. Để chi vậy? Để chúng ta bớt than khổ và cũng bớt ganh tị bổn sẻn đi. Con người mình nó có hai cái pháp mà trong lòng mình nó gọi là pháp bất thiện, đó là có cái lòng ganh tị và bổn sẻn. Thường mình nghe hai cái từ này mình tưởng là cái người keo kiệt mới là bổn sẻn. Cái người mà hơn thua so đo thì mới ganh tị. Thì thật sự là hai cái này nó rõ ràng quá rồi, định nghĩa vậy rõ ràng quá rồi. Nhưng mà chúng tôi có một định nghĩa rằng chúng tôi định nghĩa như thế này là quý vị thấy trong người mình còn nguyên cái ganh tị với bổn sẻn. Thế nào là ganh tị? Ganh tị tức là mình không muốn người khác được cái gì. Đó là ganh tị. Còn bổn sẻn là gì? Là mình không muốn mình mất một cái gì hết. Đó mới là bổn sẻn đó. Chứ không phải là keo kiệt là nó quá bổn sẻn rồi. Nhưng mà cái bổn sẻn là mình ở đây mình sợ mất lắm. Đầu tiên là sợ mất vật chất trước nè, vật ngoài thân trước nè, tiền tài nè, của cải nè, nhà cửa nè, vàng vòng châu báu vân vân, sợ mất lắm. Cái sợ mất thứ nhì là gì? Là mất vô tứ chi tay chân của mình, sợ lắm. Nghe gãy tay cục chân là không, sợ muốn chết rồi đó. À, rồi nghe là khiếm khuyết về mắt tay vân vân là sợ lắm, sợ mất những cái gì nó phụ thuộc vào thân mình. Và cái sợ lớn nhất của mình là gì? Là mất mạng. Mất cái gì không sợ, nhưng mất mạng là sợ nhất. Là cái gì? Cái chết đó. Không biết từ đâu mà mình rất là sợ chết. Nghe mất mạng là ai cũng sợ hết. Mà thật sự thì nếu mà mình dùng trí tuệ mình xét cho cùng á, thì theo nhân quả nghiệp báo thì thọ mạng của mình sống ở đâu thì mình sống ở đó. Nếu mà thọ mạng hết thì phải ra đi. Có gì đâu phải sợ, phải không nè? Nhưng mà không biết từ đâu mà mình rất sợ. Cho nên chúng tôi hay nói vui một câu là thật sự cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Đã. Nhắc anh đây thì chúng tôi xin gửi tặng quý vị một bài hát Mùa Thu Lá Bay. Mỗi lần mùa thu về chúng ta thấy lá nó rụng là nó cũng tượng trưng cho sự chết. Nhưng mà thể loại chúng tôi là thể loại nhạc đời mà lời đạo, lời Phật, đúng rồi.
Tức là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn mượn cái bài Mùa Thu Lá Bay ở đây đó là chúng tôi muốn sửa lại là thoát vòng sanh tử. Tức là cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng mà cái chết của mình là chết trong an nhiên tự tại. Cái chết của sự tịch tịnh, cái chết của người tỉnh thức giác ngộ. Cái chết của cái người mà thấu muôn duyên, không than phiền, quán trách. Cái chết của cái người ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên, ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng. Không phải mà nằm đó thọ mạng đến nơi chết rồi mà còn chưa muốn chết. Đó, không phải như vậy. Mình bây giờ hỏi muốn chết chờ chùa. Nhưng mà thật sự là cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào, tùy theo thọ mạng. Đúng không nè? Con người sống được bao lâu tùy theo thỏa mãn lâu làm gì? Cái thỏa mãn mình đến đâu làm đến đó. Cho nên là không có lo nữa. Hiểu nhân quả rồi thì chúng ta bớt lo đi. Bài hát thoát dòng sanh tử được viết theo bài nhạc đời Mùa Thu Lá Bay. Đó. Cuộc đời tử sanh luôn vấn luân hồi, đã cho nhân sinh kiếp đời trải ngang. Còn gì mà tham cánh sanh biệt ly, đừng mang đắng cay cho lòng đớn đau. Thế gian ơi sao nhiều quan trai, ngày về vẫn xa lòng chẳng vơi ưu phiền. Nguồn chân lý soi đường tối tâm, đem từ quang sáng soi cho đời. Phật đã vẫn ban phước đức cho người, mãi mong yêu thương thanh bình khắp năm nơi. Giờ người cùng ta hãy tâm bình minh tâm, cùng nhau tiến tu thoát dòng tử sinh. Thế gian ơi sao nhiều quan trai, ngày về vẫn xa lòng chẳng vơi ưu phiền. Nguồn chân lý soi đường tối tâm, đem từ quang sáng soi cho đời. Phật đã vẫn ban phước đức cho người, mãi mong yêu thương thanh bình khắp nơi. Giờ người cùng ta hãy tâm bình tâm, cùng nhau tiến tu thoát dòng tử sinh. Bài này mới tập hát cho nên chưa có hay. Xin lỗi quý vị giống như mở hàng vậy đó. Sẽ hát một vài lần nữa chắc nó sẽ mùi lắm. Nhưng mà không sao, có hát là được rồi. Hay dở không quan trọng. Cái người Phật tử chúng ta là mình hiểu rõ được cái nhân duyên rồi, nghiệp báo rồi. Cho nên cuộc đời này mình sống rất là an nhiên tự tại. Bởi vì mình là chủ nhân của nghiệp, mình thọ nhận lấy cái nghiệp của mình, chứ không phải thọ nhận cái nghiệp của cái bà kế bên. Cho nên cũng không có gì mà phải buồn phiền hết. Thậm chí hôm nay chúng ta sống xong, ngày mai thọ mạng hết mình ra đi, mình vẫn an nhiên tự tại. Đó, cái trí tuệ là chỗ đó. Rồi trong cuộc sống bình nhật mình nhìn cái người khác họ hơn mình điều này điều nọ, thì mình nghĩ rằng đó là phước của họ. Còn mình khổ đủ thứ điều là nghiệp của mình. Không có gì mà phải buồn, phải lo, phải quan trọng. Như vậy thì sao? Muốn cuộc sống bình yên, nhớ đừng gieo duyên bất thiện. Mình học nhân quả rồi, bây giờ mình muốn cuộc sống của mình nó được bình yên thì mình đừng bao giờ gieo nhân ác hết. Nếu mà gieo nhân ác thì đời sau sanh ra cái quả nó khổ trổ lên mình, là mình bắt đầu thấy khổ. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân.
Đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, cớ chi phải cầu. Hiểu câu này không? Cái gốc của khổ là gì? Là gì nè? Tham ái. Đúng rồi. Nguyên nhân sanh ra sự khổ là tham ái. Nãy chúng tôi nói tứ diệu đế đấy. Chứ không phải ông chồng làm cho mình khổ nghe. Cũng không phải con cái làm cho mình khổ. Cũng không phải bạn bè người khác làm cho mình khổ. Mà là do tham ái làm cho mình khổ. Nói đến đây thì chúng tôi muốn cho quý vị ngộ được cái pháp vô thường khổ và vô ngã. Trước khi Đức Phật ra đời đó, thì quan niệm về sự khổ của con người á, nó có ba. Quan niệm thứ nhất á, về sự khổ của con người mà trước khi Đức Phật ra đời á, thì họ cho rằng là do có một đấng tạo hóa tối cao tạo ra con người nào khổ là khổ và người nào vui là vui. Người nào khổ là khổ, người nào sướng là sướng, mà là do đấng tạo hóa tạo ra. Đó là một cái quan niệm trước khi Đức Phật ra đời, vì chúng sanh họ còn mê muội, họ tin vào có một đấng tạo hóa tối cao có quyền năng là tạo ra cái con người nào ra đời để mà khổ là khổ, mà cho sướng vui là sướng. Cho nên trong văn học Truyện Kiều đó, của Nguyễn Du cũng có một câu là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Như vậy có một cái đấng tối cao vậy. Nhưng mà rồi có một số người thì họ không chấp nhận, không chấp nhận cái quan niệm này, và họ cho rằng cái quan niệm khổ ở đây là do tâm, tâm mình nó buồn nó khổ à. Nhưng mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cái tâm mình nó vui cái nó sướng, cái quan niệm vậy đó. Cũng cái ngày hôm nay mà tự nhiên tâm mình nó an lạc, nó vui vẻ, nó hoan hỷ cái mình thấy nó sướng. Còn cũng ngày hôm nay mà tự nhiên cái mình thấy cái tâm mình sao mà nó ủ dột quá, nó buồn rầu, nó mệt mỏi, nó sân si đủ thứ, cái là thấy nó khổ. Cái họ mới nói rằng là do tâm. Rồi có những người họ không nói không phải vậy, họ nói là do nghiệp báo, do nhân quả. Tại đời trước dụng đường tu cho nên kiếp này phải khổ. Đời trước không khéo tu cho nên kiếp này gặp toàn là quả xấu không cho nên khổ. Đó do nhân quả nghiệp báo hình thành. Thì khi Đức Phật Ngài ra đời á, cái gì nghe cho kỹ, Đức Phật Ngài phủ nhận luôn ba quan niệm này. Mà Ngài tuyên bố thẳng thần rằng cái khổ của con người là do tham ái. Thì quý vị trong đây có thắc mắc một điều là tại sao cái quan niệm đầu thì mình chấp nhận được, đấng thần linh tạo hóa không có, đúng. Quan niệm thứ hai cũng chấp nhận được là tâm mình nó vô thường. Nhưng mà cái quan niệm thứ ba là sao Đức Phật cũng phủ nhận, là nhân quả nghiệp báo là sao phủ nhận. Xin thưa với quý vị, Đức Phật phủ nhận trên cái góc độ như thế nào? Là nhân quả nghiệp báo là một định lý, là một nguyên lý bất di bất dịch. Hãy gieo gì thì gặt nấy, trồng gì thì hưởng nấy. Nó không dính líu đến cái chuyện khổ hay vui. Bằng chứng, vì mình là phàm tâm cho nên mình cứ tham cái sự vui, cho nên mình thấy cái nghiệp ác nó khổ. Mình ham ăn cam, ăn quýt, cho nên mình thấy ăn ớt nó cay. Nhưng mà đó mình trồng thì mình trồng cả ớt cả cam, mà tối ngày mình cứ chọn cam. Gieo thì gieo bất thiện có, thiện nghiệp có, gieo phước cũng có, mà tạo nghiệp cũng có. Mà hưởng thì cái đòi thiện nghiệp không, đòi phước không. Chính vì bạn mong cầu thành công cho nên bạn rất sợ thất bại. Chính vì bạn mong cầu phước báo cho nên bạn rất sợ nghiệp báo. Nó lạ như vậy đó. Cái gì mình muốn là mình mong cái đó, mà mình sợ cái kia. Giống như mình mong con mình ngoan thì mình sợ con hư. Mình mong mình khỏe thì mình sợ bệnh. Mình mong mình may mắn thì mình sợ cái sự xui rủi. Mà cái sự mong đó là tham đó. Mình mong người ta khen thì mình sợ người ta chê. Còn Đức Phật thì xin lỗi quý vị, Đức Phật có mong người ta khen không? Cho nên Ngài đâu có sợ đó chứ. Và cái lời khen tiếng chê đối với Đức Phật thì sao? Nó có làm cho Ngài khổ không? Không.
Rồi Đức Phật có trải nghiệm không nè? Có. Ngài cũng bị người ta chửi 7 ngày là, chứ không phải là một ngày như mình đâu. Mình làm ai chửi một ngày, chửi mình chừng 10 phút, 5-10 phút thôi à, là hết chửi nổi rồi. Ai mà dữ lắm mà chửi, đứng chửi mình thử bữa nào quý vị, có cuộc đời mình rồi đó, ai chửi mình nhiều nhất ta? Chắc vợ mình quá. Bà chửi. Vợ mình là nhằn dữ à. Bà nhằn dữ lắm á thì cũng chừng nửa tiếng hồi là bà cũng hết sức rồi. Bà mỏi mệt rồi. Bà cũng hết nhằn. Mà Đức Phật á thì ngài bị người ta chửi tới 7 ngày lắm đó. Nhưng mà đối với ngài thì có khổ không? Không. Ngài còn cái thân ngũ quẩn thì ngài vẫn còn phải nhận lãnh cái quả của nghiệp, đúng không nè? Thân ngài vẫn đau, vẫn bệnh, vẫn bị chi phối bởi nhân quả nghiệp báo, nhưng mà cái tâm ngài thì không, không khổ. Còn mình á thì do mình tham. Mình mâu thuẫn lắm. Mình là cái dạng gọi là sống theo nghịch lý nhân sinh á. Vậy là mâu thuẫn của con người đó. Con người thật mâu thuẫn nè. Trẻ thì muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành đó. Mình là vậy. Làm việc nhiều thì phát bệnh thôi. Rốt cuộc thì để có tiền. Chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền. Mình ám ảnh bởi quá khứ, mà lo lắng về tương lai lắm, mà quên mất đi hiện tại, nên lắm chuyện bị hại. Mình tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt mình chết như chưa sống bao giờ. Như vậy thì thật sự nghiệp báo nó là một cái định lý. Khổ hay không là do mình cảm nhận. Vì mình còn tham, cho nên mình mong cầu cái sự may mắn phước báo, cho nên mình rất sợ cái nghiệp báo. Phải không nè? Mà trong khi đó nghịch lý ở chỗ là gì? Gieo thì mình gieo cả hai. Mà hưởng mình đòi hưởng còn thứ. Kiếp này nè, cũng đi chùa xưng hòa vậy, tham dự khóa tu một ngày niệm Phật, phải không nè, để tạo phước. Rồi ra khỏi chùa thì cũng sân si chửi người này người nọ, thì tạo nghiệp. Thì đời sau sanh ra quý vị biết không, cái phước mà niệm Phật cũng có, nhưng mà cái nghiệp trả chửi người ta cũng phải có chứ. Nhưng mình không chịu, đời sanh ra mình chỉ muốn có một cái phước là niệm Phật thôi. Còn nghiệp thì chửi người ta thôi, đừng có trả đến tôi. Làm sao được? Được không? Gieo gì thì gặt đó. Mà nhớ là nghiệp là của mình. Nghiệp là của mình chứ không phải của bà cái bên. Mình là thọ nhận cái nghiệp của mình chứ không phải thọ nhận. Mà mình thì không chịu. Vì cái lòng tham, vì cái lòng ganh tị và bỏng sẻn, cho nên mình mới khổ đào. Nãy chúng tôi nói là ganh tị là gì? Không muốn người khác được cái gì. Bỏng sẻn là gì? Là không muốn mất cái gì hết. Cho nên con cái bà đó, bà nói con: thưa sư, con cũng hiểu lắm. Con không khổ gì con nghèo. Nhà con nghèo con không có khổ, con hiểu rồi. Nhưng mà con khổ vì cái nhà cái bên nó giàu. Đó, nó khổ vô đó rồi. Cái nhà cái bên nó nghèo như con luôn thì thôi, không nói. Con không buồn vì con xấu, vì con biết nghiệp mà. Nhưng con buồn vì con nhỏ bạn con nó đẹp. Trời ơi, đó. Cho nên là mình phải ngộ vô thường, phải hiểu được cái chỗ này, cái thâm thiết ở chỗ này. Vì vậy xin gửi tặng quý vị thêm bài hát nữa: đời vô thường hay đời giả tạm. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa, đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu. Mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh,
mong sao duyên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu đến rồi cũng muộn màng, nhờ đâu phước được làm người. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chỉ nữa lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chỉ nữa lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Như vậy thì mình hiểu được Phật pháp bằng cái lăng kính trí tuệ thì không có gì phải buồn. Kiếp trước có tu mới được giàu. Đó, mình phải hiểu như vậy. Ta giàu là có tu, đúng không? Nhưng mà hiểu hơn nữa là kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Mình bây giờ thật sự ra tính ra mình cũng có phước à. Mới ngồi đây tu à. Được sanh làm người là có phước rồi nè. Là người có được cái tuổi thọ, sức khỏe mà ngồi đây nghe pháp là cũng hay mà. Còn không bây giờ nằm trong bệnh viện thở oxy à. Còn nghiệp nặng nữa, cơn dịch vừa qua chắc cũng theo ông bà luôn rồi. Thấy không? Phải có phước lắm mới còn ngồi đây. Đó, mình nghỉ dịch thời gian bây giờ mới quay lại nè. Là phải có phước lắm. Thì đó, bây giờ sống gọi là ăn trái tiếp tục trồng cây chứ. Bây giờ mình hưởng phước thì mình phải tiếp tục gieo nhân lành. Đó là niềm vui của mình. Mình hiểu cái Phật pháp qua linh kính nhân quả là theo cái nguyên lý nó như vậy. Không có gì phải buồn. Cái người đó là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính. Giàu gia đình hạ tiện thì do ngạo mạn kiêu căng. Phật dạy rõ ràng trong kinh, mình mà cứ ngạo mạn kiêu căng thì cái tôi của mình lớn lắm. Cái tôi nó thật tức cười, ai khen thì nó liền tươi ngay liền. Ai chê nó lại buồn phiền, mỗi ngày khi giữ lúc hiền đổi thay. Cái tôi không sống hôm nay, cái tôi chẳng thích ở đây bao giờ. Cái tôi thích vẽ mộng mơ, cái tôi cũng thích trông chờ tương lai. Cái tôi thích ngắm, thích ngắn thích dài. Cái tôi yêu thích muốn hoài bên tôi. Cái tôi thay đổi luôn thôi, sáng thương chiều ghét, một đời đảo điên. Sống trong đối đãi nhị nguyên, đúng sai hay dở chẳng yên bao giờ. Cái tôi không thích thờ ơ, cái tôi mà thích thì vơ vô người. Khi được cái tôi nó cười, không được thì nó buồn mười buồn trăm. Buông tôi buông cả mê lầm, sống không tôi đó chân tâm hiển bày. Đó, hôm nay mình phải sống có đời sống không có cái tôi. Mà thật sự là không có cái tôi. Vì mình nghĩ rằng có cái tôi, cho nên tiếp tục nó dẫn đến là nghĩ đến cái gì? Của tôi. Phải không nè? Vì có cái tôi thì mới nghĩ đến cái của tôi. Mà bây giờ Đức Phật dạy là chính thân còn không có nữa, thì có cái gì là của mình? Thân ta, con ta, tài sản đây là. Người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi? Chính thân còn chẳng có gì nữa, huống là sự nghiệp, còn chi của mình? Phải nghĩ như vậy đó, thì cái lòng mình nó mới an nhiên được. Còn không, quý vị biết không, dính mắc dữ lắm. Ngộ thì thoát khỏi buồn vui, mê thì sao nè? Dính mắc, chơi vơi lì xong, vướng bận dữ lắm. Cho nên nương theo giáo pháp Phật Đà, chữ tâm Phật dạy giúp ta độ đời, đến bờ giác ngộ thảnh thơi, xa rời phiền não, cuộc đời an vui. Giờ mình biết Phật pháp rồi thì tu hành phải giữ lực nghi. Nam mô thì phải từ bi trong lòng chứ. Miệng thì nam mô mà bụng một bồ vô găm thì ai chịu nói?
Xin lỗi quý vị, hơi lớn tiếng. Tại nghe nó bồ vô gầm, nó ớn quá. Nam mô thì phải từ bi trong lòng, quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh. Tu thì lời Phật phải tin, sửa cho hơn trước khi mình chưa tu. Cái người họ mới tu thì họ dở không nói chi. Mình tu mấy chục khóa rồi cũng như họ luôn, không khác gì hết. Mà chúng tôi muốn quý vị hôm nay là người tu lâu phải khác với cái người mới tu. Người tu rồi phải khác với cái người chưa tu. Người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau rồi. Người tu thì phải sao? Là an nhiên bình thản, lòng thanh thản, cuộc sống bình an thật nhẹ nhàng, tự do ung dung trong ràng buộc, mà hạnh phúc là tự tại giữa khổ. Tu rồi mình sống trong cái sự ràng buộc mà, giống như khi tu chưa tu thì bùn vẫn là bùn, đúng không? Tu rồi thì biết trong bùn có gì, có sen ỏ. Chưa tu thì buồn vẫn là buồn, tu rồi thì sao? Trong buồn có gì? Có vui hay quá. Đúng rồi, có vui thì sẽ có buồn đó. Có sướng có khổ vô thường người ơi. Trời, cảm ơn đạo hữu quá. Bữa nào thuyết pháp bắt đầu mời đạo hữu đi ngồi ở dưới nghe, để sư phụ lên đây tung ở dưới đạo hữu hứng liền, đúng không? Bây giờ mình biết chắc là hạnh phúc và khổ đau, vị ngọt đắng khác nhau, trong thực tánh trần để bản chất đều như nhau. Khổ đau thì ẩn nước mắt đó, trong buồn có vui đó. Mà hạnh phúc thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc thôi. Cho nên cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Coi vui thì sẽ có buồn đó. Thật sự trong buồn có vui đó. Tại khổ tận cam lai mà. Tận cùng của cái khổ là gì quý vị biết không? Là niềm, niềm vui. Bởi vì mình khổ quá rồi, bây giờ tận đáy rồi, không xuống được nữa thì phải đi lên thôi. Nhớ dùm cái chỗ này. Hai cái pháp là pháp đối đãi. Nếu không có buồn thì mình không bao giờ thấy cái vui. Nhờ có cái buồn cho nên mình mới thấy cái vui. Cho nên mình không có gì phải sợ cái buồn. Phải cảm ơn nghịch cảnh nữa. Phiền não tức bồ đề mà. Nếu không có phiền não làm sao thấy được bồ đề đây? Không nhờ bóng tối làm sao thấy được ánh sáng, đúng không? Phải nhờ bóng tối mới thấy được ánh sáng. Không khổ đau lấy gì làm chất liệu? Không buồn vui sao hiểu chuyện con người? Có đi qua cơn mưa thì mới biết thương ngày nắng nha. Có đi qua trống vắng mới biết cần có nhau. Có trải nghiệm nỗi đau mới biết cần chia sẻ. Có âm thầm lặng lẽ thì mới biết quý bạn bè. Nếu mình không nếm trải khổ đau thì làm gì có chất liệu đấy mà, đúng không? Cho nên thật sự tu không phải để hết khổ nghe. Cái khổ nó hiển nhiên. Chứ có nhiều người nói tu để hết khổ sao hết được. Đi đâu cũng gặp khổ, đời là bể khổ mà. Tu không phải để hết khổ. Hết khổ lấy gì tu? Thấy khổ mà tâm không động á, đó mới là công phu. Vỗ tay đi, cái này nó mới ghê. Quý vị tu để hết khổ là cái câu đó làm nói theo nghĩa đen là được chứ nghĩa bóng là trật. Hết khổ lấy gì tu? Mà làm sao hết khổ? Đời này là bể khổ nha. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời. Khách trần một chiếc thuyền chèo chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Bệnh thì khổ nói chi, mà khỏe cũng khổ thấy mồ. Tại bệnh nó không làm việc mình, khỏe làm thấy buồn nổi luôn. Ê, thấy không? Mỗi người nó có cái khổ riêng. Xấu khổ nói rồi, mà đẹp cũng khổ lắm. Bởi vì giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền đó, khổ đó. Mà đẹp thì tạo lắm lị phiền cho thân nha, cũng khổ à. Cái bản chất của thế gia đó trọng sắc quý tiền. Cho nên người tu quý những thiện hiền trong tâm. Như vậy tu không phải để hết khổ. Nói nó nghe thì nó không chánh định thì nó nói trật lất. Thật sự cái khổ này quý vị biết đi đâu cũng khổ. Ở ngoài khổ rồi chạy vào chùa cũng khổ. Không có trốn khổ ấy. Cái nhà nó đang cháy, quý vị chạy lên nhà trên hồi cũng chết à. Mà chạy xuống nhà dưới cũng chết. Mà chui vô lu nước thì càng chết hơn. Nó cháy hồi nóng lu nước lên cũng chết. Phỏng chết chín luôn á. Người ta ở ngoài người ta chết cháy, còn mình chui vô lu nước họ là chết chín á. Chết chắc á.
Nên là muốn hết khổ là phải thoát ra khổ. Tu không phải để hết khổ. Hết khổ lấy gì tu? Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Hiểu ý chúng tôi nói không? Ở nhà khổ quá, chạy vô chùa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vô đây nhiều chuyện còn khổ hơn nữa. Nếu mà không chịu tu vô đây là nhiều chuyện. Thấy không nè? Đó. Cho nên để thấy được bằng trí tuệ cuộc đời này là phải thấy qua lăng kính nhân quả nè. Rồi kế đến là thấy được cái gì? Vô thường. Đời nó giả tạm. Đời nó vô thường. Xin tặng quý vị bài hát Đời Giả Tạm nữa để kết thúc bài giảng hôm nay. Trước khi lên đây chúng tôi có thăm dò rồi. Đạo tràng Xuân Hòa chúng ta thích hát lắm. Cho nên chúng tôi mới ban cho quý vị một cái từ là tất cả đạo tràng Phật tử hôm nay mới là đệ tử của Phật Thích Ca đó. Hiểu Thích Ca là gì không? Thích hát. Đúng rồi đó. Thông minh à. À, quý vị nghe pháp chúng tôi thời gian rồi có trí tuệ rồi đó. Lại có một lần chúng tôi giảng một cái ngôi chùa Ni. Khi chúng tôi giảng xong á, thì có cái con đi trụ trì đó có lên cổ cảm tạ. Thì cô vô có nói thưa với quý Phật tử, cuộc đời của sư cô ở đây á, tu mấy chục năm rồi, đến ngày hôm nay sư cô mới thấy được đệ tử của Phật Thích Ca. Khi chúng tôi nghe vậy đó, chúng tôi nghe sư cô nói vậy, chúng tôi thẳng lưng lên liền. Ủa, mình giống Phật Thích Ca dữ rồi nghe. Chắc là tại vì mặt cà xa giống Phật Thích Ca, tưởng cô khen vậy. Cái cổ lại thêm câu là thích hát. Trời. Cho nên hôm nay là để trước khi chúng tôi lên đây, chúng tôi cũng thăm dò rồi. Thăm dò mà cái ti vô hành lang á, là biết Phật tử Xuân Hòa của chúng ta là rất là hoan hỷ khi chúng ta nghe những cái lời hát mà nó mang cái tính đạo vị đó. Chứ không phải mình thích ca thích hát nha. Mình thích những cái lời hát mà nó mang tính chất đạo vị. Cho nên tiếp theo chúng tôi xin tặng quý vị một bài hát có tựa đề là Đời Giả Tạm. Trong chốn nhân gian đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui câu danh lợi như giọt sương mai. Không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi. Khi linh hồn đi vào xa xôi, thôi tranh đua làm chi, hơn thua làm gì. Đời tan hiệp khác nào bèo mây, đời có vui đâu thôi chớ bằng tâm làm gì. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên gắng lo tu nguyện không dễ vui. Vui cùng tiên kề lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điều linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần, nay gắng lo tu ngày sao sương thân. Tâm hồn sẽ được nhẹ lân, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui.
Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Hôm nay thì chánh định đây là lần đầu tiên cũng như lần thứ hai. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Thì lần thứ nhất chúng tôi đến đây, quý vị còn nhớ cái đợt mà vừa bùng dịch không? Chúng tôi vừa đến tới chùa thì thấy Phật tử chúng ta đang ra về. Thì được biết là ngày hôm qua, tối hôm qua thì thành phố Long Khánh chúng ta có một ca F0. Cho nên lúc bấy giờ là họ không cho tập trung, phải phong tỏa hết, giữ cái F0 đó và cấm sự, có sự tập trung để tuân thủ 5K đó. Chúng tôi đến đây là chúng tôi lỡ hẹn một lần thuyết pháp. Sáng chúng tôi gặp thầy Thiện Hòa, thầy Thiện Thiện Lưu hả? À Thiện Lưu, xin lỗi, Thiện Lưu, nhớ xưng Hòa qua Thiện Hòa luôn. Thầy Thiện Lưu có nói, sư ơi, sư có nhớ là sư đã lỡ hẹn một lần hay không? Quý vị còn nhớ gì đó không? Chắc cách đây cũng 2 năm á. Đó, hôm nay thì đủ duyên lành chúng tôi được trở lên đây để lấp vào cái chỗ lỡ đó. Bởi vì ta nói lỡ sanh vào chốn bụi hồng á, thì xin đi hết một vòng cho xong, trước sau cho cũng gặp. Thì hôm nay rất là vui được Thượng Tọa trụ trì cùng chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày an lạc đã tạo duyên cho chánh định được về đây trước là để gặp gỡ các Phật tử thân thương của chùa Xuân Hòa chúng ta để chia sẻ bài pháp. Và trong bài pháp này chúng tôi rất cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã dành thời gian đến đây để tham dự. Và chính sự có mặt của quý vị giúp cho cái buổi giảng của chúng tôi được thành tựu mỹ mãn. Một lần nữa xin được tri ân trên và Thượng Tọa trụ trì và chư Tôn Đức trong ban tổ chức, và đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử thính chúng của chùa Xuân Hòa chúng ta. Kính chúc quý vị cùng quý ngài thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thật là niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể Phật tử đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con. Hôm nay có đầy đủ duyên lành được Thượng Tọa về đây giảng pháp và chỉ dạy, nhằm để tạo phương tiện sắc tấn cho chúng con thăng tiến tu học theo chánh pháp của Phật Đà. Và dù Phật sự đa đoan, nhưng Thượng Tọa vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian quan lâm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp thật là quý báu. Toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con nguyện xin khắc cốt ghi tâm những lời giáo huấn của Thượng Tọa Giảng Sư và hứa sẽ y giáo phụng hành để xứng đáng là người con Phật. Với ơn đức cao quý này, đạo tràng Phật tử chúng con không biết dùng lời lẽ gì để nói hết được lòng tri ân sâu sắc. Vậy, chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm chùa Xuân Hòa, thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Thể Khinh Nan, Tuệ Đăng Thường Chiếu, luôn là chỗ dựa vững chắc, che chở và dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Và sau cùng, đạo tràng Phật tử chúng con có chút tịnh tài tịnh vật, xin thành kính dâng lên cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư. Quý mong quý ngài vì lòng thương tưởng đến hàng hậu học của đạo tràng Phật tử chúng con mà hoan hỷ chứng minh nạp thọ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thời khóa thuyết giảng sáng hôm nay cũng được hoàn mãn. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân hồi hướng. Kính mời toàn thể hội chúng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, giờ đây mời ban nghi lễ chúng ta cung thỉnh thượng tọa Hội Vi Phương Trượng. Kính mời toàn thể hội chúng chúng ta đồng chắp tay niệm Phật để cung tiễn thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.